Hello everybody and welcome to Surfing Tiger. Today we're gonna play Minecraft Mystical Block. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Surfing Tiger và chúng ta đang chơi Mystical Block và ta đang ở bên The End. We are at The End. End Island. Crystal Crack. Ok. Hello, hello everybody. So in the previous stream, we went to the end and explore a lot of things. We have the tower here, the asteroid meteor, the up, and the dungeon, end dungeon. Trong tập trước thì chúng ta đi vòng vòng khám phá, the end có những cái như là cái tháp này ha, như là những cái dungeon. Và chúng ta cũng có rất là nhiều đồ giá trị có thể mang về. Ok. Let's go back. Go back home. Home. Boom. Go back home. À, bây giờ cần phải dọn hết, quăng hết tất cả mọi thứ vô trong này luôn cho nó nhanh. Hỏi suy nghĩ. Stone Kermit. Chia ra nấu. Cabinet. Không có. Stack. Không có gì để chứa những cái nền stack hết trơn hết á. Rồi vậy thôi, cứ quăng vô đi. Cứ quăng vô. Disenchanter. Đó. Disenchanter ok luôn. Nói chung đồ xịn là phải cất ha. Không nên bỏ vô trọng. Let up the sea. Hello everybody. Rồi bây giờ trong này cũng không có gì. Quan trọng là trong đây nhiều lắm. Ender Slam Bone. Ender Slam Bone có tác dụng gì không? High range. Forest fruit mint. Forest fruit correct flower. Bỏ vô trọng cho nó học công thức. We need more recipe. Stone kermit. Pioneer Ancient Scroll. Ok. Nhiều thứ để chúng ta dọn vào lúc này lắm ha. Dọn một phát là hả, tùm lum luôn á. Taylor. Enchanted Book. Floral Paste. Rồi mấy thứ này thì không có gì nữa. Hello everybody. Hết vô.
Trong đó có mấy món commanding. Thành ra phải cất lên. Này bỏ vô chưa? Bỏ vô rồi. Bỏ vô luôn. Archangel Smite. EMC. Ok. Kitten. À, bây giờ mình sẽ cần phải làm một cái là beep. Khúc beep. À, infinite stick. Not beep. Infinite stick. Stick. Stack. Stack. A stack. Infinite stack. Beef stack. Raw beef. From raw beef. Raw beef, raw beef. Hello. Bye bye cow. Wow. Một phát đi hết. Not only cow. Rồi, beef. Oh, không có beef luôn mới ghê. Kệ vậy. Raw beef. Ok. Raw beef. Flour. Không có tầm ở đây. Rồi, cái gì bỏ vô được thì bỏ, cái này thì dục. Cái này cũng không có tác dụng gì. Chỉ là đồ ăn đơn giản thôi, cho nên cũng không cần thiết lắm. Và trong đây nó bị full Draconium Essence. Full Draconium Essence. Ok. Draconium Essence. Lâu lâu nhìn lại phải xử lý thêm công chuyện ha. Rồi bây giờ chúng ta có được cái beef chưa? Raw beef. Raw pork chop. Beef. Đây, raw beef. Bỏ trong raw beef. Con cơ. Stack. Stack, not stick. Stack. Raw beef. To stack, stack to infinite stack. Transmutation tablet. Mở lên. Giờ lấy cái này chế tạo. Bỏ vô bao xung quanh. Infinite stack. Xong luôn. Infinite range water. Từ từ ha. Cái đó sẽ cần phải có thêm energy nữa. Rồi bây giờ vô trong cái túi. Wireless cái món này lên. Allow. Ok. Nghĩa là nó chỉ ăn cái này thôi. We only eat infinite stack. And infinite stack will cost EMC. And EMC we have millions. Do not have to worry about eating our EMC ever again. Không cần phải lo gì nữa hết ha. Chế tạo xong là một lần thôi. Ăn xong là ngon. Học luôn. Blood Reborn. Blood Reborn. Blood Reborn. Solar Panel Tier. Tier 6. Nhưng mà phải giữ cho lúc nào cũng là ban ngày. Twilight Sail Solar Flux Reborn. Cái này xài ở bên Twilight. Twilight Sail.
8,000 Tamina solar panel. Bây giờ phải đi qua bên Twilight một chuyến. Hốt mấy con gas Kaminai for Essen. Kaminai block. Draconic Wyvern. Wyvern core, Wyvern Wyvern thì không khó. Cái vấn đề là phải có cái solar panel tier 8. Dragon Edge. Oh no, where is my Dragon Edge? Dragon Edge. No Edge. Bỏ nâng cấp vô hả? Upgrade Efficiency. Vậy thì nên làm từ cấp mấy? Rồi, thôi vậy thì chúng ta sẽ coi để làm công thức. Công thức này nó đi rất là mất công. Mirror. Oh, mirror, mirror. Solar panel, which solar panel? Solar panel from Flux Reborn in reverse series. In some series, we have environmental tech solar array. It can be placed in the end to generate power. But I don't think we could put the solar panel in the end. We will try. We will try that. Giờ chúng ta chưa biết là có thể để được cái solar panel này ở tại DN không ha? Bởi vì trong một số phần chơi khác á, là sử dụng cái bộ solar panel của Environmental Tech thì nó có thể đem qua những cái dimension khác xài được. Ví dụ như DN thì để được. Cho nên bây giờ phải làm thử mới biết. Ok, let's run. Iron ingot, mirror, oh no, mirror glass, interface, chemical interface, ME interface, fluid interface, transmutation interface, final star. It's impossible right now. Final star. Creative energy. Creative energies is still far away. Far from reach. Far from touch. Nghĩa là nó còn xa vời lắm các bạn. Nghe là thấy no hope rồi đó. Ừ. Rồi ok. Mirror. Redstone. Blank. Tier 1 solar panel. Piston. No piston. Tier 1 solar panel. Piston, no piston again.
Let's make some piston. A couple stone. No, couple stone. Couple stone. Oh no, couple. And the side diaphragm. Compress couple. Ok. Thì bây giờ để từ từ chúng ta sẽ thử, nếu mà được thì xài luôn ha. Nếu mà nó đủ kéo thì cứ chơi thôi, không có gì hết. Nhưng mà từ từ để crafting một cái mirror plank purple piston iron ingot slam bone no slam bone slam bone từ từ power flower từ từ nâng không có gì gấp. Piston. Rồi bây giờ nó sẽ lên tier 2. Tier 2 solar panel. Chiu chiu, tier 2 solar panel. Tier 3. Repeater block up iron photovoltaic cell. Mirror lapis. No lapis class. Cứ từ từ ha. À, nếu mà nó bị mất EMC vào thời điểm đó thì thôi. Photovoltaic cell lapis lazuli. Photovoltaic cell. Ok. Pier 3. Plug up iron repeater. 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 Plug up iron. Ok, tier 3. Solar panel tier 3. Lần tiếp, tier 4. Plug up iron clock. Clock. Đồng hồ. Go. Go up. Go ingot. Clock có một thức à? Ồ, có luôn rồi. Cái đó cũng chỉ chế tạo một lần, nếu mà nó có EMC thôi thì không cần thiết lắm ha. Clock up iron photovoltaic cell tier 2. Clock up iron clay. À, đơn giản là nếu mà người ta để cho chạy EMC giống như bình thường á thì nó sẽ rất là OP và mod pack này nó sẽ hoàn thành trong thời gian rất ngắn, cho nên bắt buộc là người ta sẽ phải hạ nó xuống cho nó khó khăn hơn một chút để chơi cho lâu ha.
Photovoltaic cell here too. Solar panel. Okay. Closed on dust obsidian class. Closed on dust obsidian. Median photovoltaic cell cấp độ kế tiếp. Panel tier 4. Tier 5. Closed on photovoltaic cell 3. Closed on tier 5. Lock up go. Năng luôn. Bỏ vô. Bỏ vô. Cứ bỏ vô hết đi rồi lát nữa lấy ra lại. Rồi, here 5. Here 6. Lock up diamond photovoltaic cell blazing coating photovoltaic cell block up port closed on dust block up quartz grow diamond. Có gì đâu, tác giả sẽ có thay đổi ha. Giống như Forever Stranded Heart Edition vậy đó. Tác giả thay đổi rất là nhiều thứ ở trong. Lem, redstone lem. Kiểm tra trước có. Class, ok, nhiều thứ quá. Mỗi một lần nâng cấp là mỗi một lần kinh khủng. Class, chưa. Blazing coating, mirror, blaze powder. Blazing coating, mirror. Blazing coating. Rồi bây giờ lên miếng cấp độ cao hơn photovoltaic cell tier 4. Bùm. Miếng này sẽ lên được cái này redstone lamp. Hãy giải công thức. Còn thiếu solar panel cấp độ thấp hơn. Solar panel tier 6.
EMC à, hiện tại nó là mình đang cầm ra rất nhiều thứ. Ở đây là mười mấy triệu EMC nè. So we take out a lot, but we don't cash in again, huh? Take out, but not deposit. We have to return the item to the system to get our EMC back. Đây là cấp độ này, photovoltaic cell, emerald glass. Bây giờ mình rất là ghét làm cái công thức này luôn á. Công thức này nó rất khó chịu. Glowstone diamond block, gold block, dragon thread. Photovoltaic cell, block of quartz, emerald glass, block of quartz. Emerald. Emerald class. Boom. Làm xong công thức này là bị rối loạn tiền đình luôn. Solar panel tier 7. Bum. Tier 8 photovoltaic cell. Tier 8 là cao nhất rồi đó. Từ từ bình tĩnh. Chưa, còn đóng đổ đây nè, có gì đâu, bình tĩnh. Ta đang cầm rất nhiều lever. We have a lot of EMC in our inventory. We have to use that and return the EMC to the system so we can get back. Okay. And check Dragon Edge. Dragon Edge. Very careful with the placing. Okay. Okay. Next generation Dragon Edge. Dragon Edge. Ok. Lấy gan phát, lấy hai trứng thôi, lấy nhiều quá. Solar panel tier 7 bỏ vô lại. Lấy ra nhiều quá cho nên nó bị mất thôi chứ không gì hết. Lấy ra lại hai cái, bốn cái chứ. Thì nó sẽ nâng cấp lên được luôn. Còn thiếu photovoltaic cell, ender class, emerald class, ender pearl. Emerald class. Photovoltaic cell, ender class. Emerald block. Photovoltaic cell file. Photovoltaic cell file. Emerald block. Filter. Công thức này nâng cấp nó quá lòng vòng ha. Rồi, photovoltaic cell 6. Tier 6.
And now we have solar panel tier 8. Đây là công thức của solar panel cấp độ 8. Và nó còn lên nữa. Nhưng mà cấp độ này là Wyvern. Wyvern solar panel no EMC. Này là 32.000, này gấp đôi. Wyvern core, Draconium core. Dễ làm. Rồi, thở được miếng rồi đó, xong rồi đó, xong giai đoạn căng thẳng nhất rồi đó, trả lại EMC ba mấy triệu. Solar panel. Đây là solar panel. 1 triệu mấy à, đâu có nhiêu đâu phải không? Ok. Công thức đó không có EMC thì chúng ta tính theo no EMC. Gold, diamond. Rồi bây giờ coi, đầu tiên là Wyvern core, Draconium, Wyvern, Nether Star. Công thức làm tinh 8 cái Draconium. Hết Draconium luôn. Draconium no EMC. Rồi no EMC. Công thức mà thấy no EMC là thấy vui rồi đó. Công thức này thì sao? Wyvern core 2 cái trước đi. Rồi Wyvern này nữa, Draconium 8 cái, Redstone block, Redstone block, ok, Wyvern, rồi từ đây chúng ta sẽ nâng cấp lên, tinh, Wyvern solar panel, 4 cái. Đã có ngon lạnh liền. Công thức nó bị giảm á, chứ công thức nó không có giảm vậy đâu. Này là tác giả giảm á. Rồi và 4 cái, 1 cái là 65.000 65,000 FE per tick. Ta sẽ cần phải đi qua bên anh khác cái coi. Cho nó hồi đầy đầy cái đi qua bển. Qua bển coi thử coi, để xuống nó có generate power không? Không có ha. Thấy không có. Không có được nha. Draconium seed hả? Cái này không có reset lại được. Cái này là chỉ có để ở nhà thôi. Như vậy là bắt buộc phải về nhà quăng vô. Chúng ta sẽ tăng tốc lên ngay tại đây. 4 cái. Ôm lấy. Sản xuất EMC. Chaotic. Chaotic là cần phải có công thức chaotic core nữa. Cần lắm. Cái vụ mà đưa cái này qua bên DN là bộ khác, solar panel khác. Rồi cái plug plug đầu. Plug plug xài cho nó đảm bảo. Plug plug. Plug point. Plug plug. Không có làm cái plug plug nào luôn. Plug, plug network. Core.
Universal Pi. No Pi. Oh no, Universal Pi. Công thức một lần nữa. Keton. Iron. In Universal Pi. Oh, khoan. Item Pi. Thiệt tình luôn không làm. Nãy quên bỏ mấy cái này vô lấy em lấy công thức. Forgot to put it in. Now we have to do it again. Conveyor belt. Conveyor belt. Làm cái flux flux trước đi. Flux core flux. Flux. Okay. Okay. Flux flux. Nhiều khi lo chế tạo quá không có để ý mấy cái dấu hiệu đó ha. Rồi, vô đây, vô đây. Này là phải lên đồ draconium ngay lập tức. Để chúng ta sẽ có power ngay và luôn. Tại cái này là nó sẽ thoải mái. Rồi, trong đây chứa được 256 triệu. Pi hả? Cái Pi này không bao nhiêu á, thiệt luôn á. Cái Pi này phải nâng cấp nữa. Cái Pi này là bắt buộc phải nâng cấp ha. Universal Pi phải nâng cấp. Multi-block, cái gì multi-block? À, đúng rồi. Ok, không để ý. Nó tạo nó form thành cái multi-block rồi. The solar panel form into a multi-block. So we only need one block block. Block block is okay. Only need one. Conveyor belt. Pies. Pie. Dispenser. Trapper. Trapper. Iron. Iron copper. Need to up that and thing item pie. Okay. Plug network. Gray. Hiện tại là cái này nó cũng đã có được rồi ha. Nó đang chứa 256 triệu. Cũng rất là ghê gớm rồi. Giờ ta coi flux. Bên đây nó có dispersive. Efficiency upgrade. Furnace. Capacity. 10%. Rồi, như vậy là cũng không cần ha. Bây giờ nó đang generate arithmetic, nghĩa là chúng ta phải luôn luôn đi ngủ. Cũng không quá. Mỗi cái 256 triệu. Bản thân nó cũng đã chứa rồi. Mà chưa kể chúng ta còn đang xài cái đồng hồ kế bên nữa. Clipping jam. Hình như mấy cái đó là jam.
Lip jam phantom membranes, ok. Đai gì này nọ thôi. Thôi, đeo lá tính sao đi. Giờ chỗ này xong rồi. Infinity. Violet range. Refine. Car. Đây. Dimension car. Infinity range booster. Range upgrade. Range upgrade. Improve processor. Port enrich class. Processor. Có làm được hết. Cái gì cũng làm được hết. Có cái dimension luôn hả? Chưa mà. Chưa có mà. Class code enrich. Class giờ phải làm công thức lên từ từ ha. Công thức đi lên từ từ. Upgrade này trước. Rồi. Văng vô. Upgrade. Cứ từ từ. Range upgrade. Ender pearl. We have ender pearl to make. Pre update. Don't need pre. Now we have infinity. Nether star. I have ender netherite. I have ender nether star. Netherite. Cái này công thức vẫn đỡ hơn. Nó đi ít bước hơn. Nó là cái gì? Infinity range upgrade. Rồi tới đây, lên tới bên này. Dimension car, xong. Ta học công thức một cái, bỏ hết tất cả những thứ này vô. Wireless. Bỏ lên, gắn vô. Xong, bây giờ điện sao? 8000 FE per tick. Đầy đủ. 8000 xi nhê gì? Đây còn dư đóng luôn nè. Rồi để coi Draconic Evolution. Draconic Evolution gì đó. Weather. Nhưng bản này hình như còn không ta? Hình như không có nha. Hình như không có cái món đó. Draconic Evolution Weather Controller. Weather Controller không có. Không có. Nó không có cái Weather Controller để chúng ta giữ nó luôn luôn là ban ngày. Gen Weather. Day Night. Celestial Manipulator. Celestial. Không có Celestial Manipulator luôn. Manipulator rồi, dẹp hết rồi. So we cannot change day or night or weather as in Draconic in the previous or from very very long ago. Không thể nào đổi được. Hello. Capacitor upgrade hả? 10% một cái thôi. Cũng không có cần thiết lắm ha. Nó cũng chỉ có 10% thôi à. Nó cũng không hiệu quả lắm. Cái gì? Capacitor nó gom được thì nó sẽ có stack được bao nhiêu á? Capacitor upgrade. Công thức không khó.
Để coi coi Flank upgrade mirror couple stone. Làm luôn. Couple stone, red stone. Cái lại gì nữa? Capacitor upgrade, diamond, diamond block. Rồi bây giờ Flank upgrade trước. Ok, bỏ vô capacitor upgrade. Học công thức một cái thôi là được. Hello and thank you. Mỗi một cái một ô. Tổng cộng 5 cái. Và ở đây chạy nhanh lắm. Cho nên nó khó thì nó cũng không có xi nhê gì mấy. Dù 300 triệu. Dù 384 triệu. RF FE. Không có bỏ 10 cái được một ô ha. Ồ được không? Ồ được hả? Sao nãy mình bỏ không được ta? Ngộ vậy. Khó hiểu, khó hiểu. Tại sao hồi nãy mình bỏ 10 cái không được? Ờ, 10 cái xong rồi là không bỏ vô thêm được. To cái gì mà ghê vậy? Ok. Vậy là 10 cái. Maximum. Capacitor. Từ từ, bình tĩnh. Upgrade cuối cùng là block chạc chinh. Nó sẽ chuyển energy to một cái block nào đó. Không cần dây ha. Nghĩa là phải xác định cái block bạn cần chuyển. Efficiency không cần thiết. Hai cái đồng hồ câu được hết. 500 triệu FE. 1 triệu, 2 triệu. Đang có 2 triệu FE. Đủ xài rồi đó. Đủ sống. Đủ sống luôn. Quá sung sướng, quá khỏe. Ok. Quá dư giả luôn. Này là chơi là phải nói là vô cùng dư giả luôn. 1 triệu luôn rồi còn muốn gì nữa đúng không? Trời, chỗ này đâu có chạy hết 1 triệu. Chỗ này có 8.000 thôi. Xi nhê gì ha. Quá ít, quá ít. Trên mấy cái quạt trên kia cũng khỏi cần nữa. Giờ đang chứa tổng cộng là chứa 2 tỷ. Generation 65.000 thôi thì không cái gì. Thêm efficiency vô làm gì? Trời. Tới đây rồi còn efficiency làm gì nữa? Không cần efficiency đâu, cứ vậy mà quất thôi là xong rồi đó. Vậy mà quất là ngon lành nhất rồi. Ok luôn. Rồi còn gì trong này nữa? Trong này hơi khỏi coi ha, chỉ coi create item thôi. Create item làm create action. Create capacitor. Create energy. Create crafter. Iron crafter, công thức này dễ quá chừng luôn á. EMC không. Chưa đầy điện của Reconic hả? Create power source. Nó có create gì nữa? Create energy cell. Energy cell. Power. Energy cell. Power. Cái này thì căng. Cái này không có EMC. It doesn't have ENC. So we have to do the crafting manually. Energy cell. Create crafter. Create energy cup. EMC. So we can make create energy cup from mechanism. It will be a lot easier.
because we have EMC, everything only needs to make one of a kind, and then EMC to go. EMC will do the rest. Okay. Rồi, vậy là xong, quá đơn giản luôn. Nhưng có cục singularity. Singularity. Các singularity energy cup. Singularity bronze inva bronze. We have EMC, EMC, EMC. 10,000 EMC, 10,000 item. Easy. Nói chung là cũng không khó đâu. Miễn sao chúng ta có thêm mấy cái bông là được. Cái đó mấy cái bông thì từ từ. Nói chung là nhìn nó cũng easy đó. Nhưng mà phải cấp vô ha, phải cấp vô. Một cục này là 1,000 EMC thì cũng hơi bị nhiều á. Chắc chắn là không đủ. Đây mới cộng có 7,000 mỗi giây thôi thì làm sao đủ. Nên là phải cộng nhiều hơn nữa ha. Đó là hiển nhiên thôi. Rồi, và như vậy là trong ngày hôm nay thì chúng ta cũng đã nâng cấp được hệ thống điện lên một cấp độ mới. Xài cho thiệt là đã. Đây là những cái solar panel tier 8, cấp độ cao nhất. Và kế bên đồng hồ để giúp nó chạy thiệt nhanh. Cũng như là mình có thể xài được remote đi khắp mọi nơi. Ok. Rồi, còn bây giờ chúng ta sẽ kết thúc chương trình ngày mai tại đây. Hẹn gặp lại các bạn những video clip khác. Bye bye.